Hello, xin chào các bạn quay trở lại kênh Hội Làm Xài Bền Vững nha. Thì hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 2 2021 mình cũng xin tiếp tục cập nhật giá xài cho các bạn được biết nha các bạn. Thì chuyện qua là giá xài nó giảm các bạn ơi. Rồi sáng nay mình cũng nhận được giá là giá xài vàng giảm nha. Cụ thể là hôm nay là vàng nhất là 26.000, vàng nhì là 10.000, xanh nhất là 9.000, xanh nhì là 4.000 nha các bạn. Thì đó là giá mới nhất hôm nay nha. Hôm nay mình không có cập nhật giá Đài Loan đỏ nha các bạn. Hiện tại ra thăm vườn các bạn ơi. Đây vườn của ông bác cũng bao vàng nha các bạn. Thì sẵn hôm nay báo giá mình cũng xin nhắc lại các bạn. Có thương lái hoặc là dựa nào lớn mà mua sài cóc á thì liên hệ với mình nha các bạn, để mình có, nếu mà các bạn mua số lượng nhiều liên hệ mình. Mình có thể post số điện thoại giới thiệu miễn phí cho nhà vườn các bạn, để nhà vườn có chỗ mà để tiêu thụ cóc nha. Chứ mấy nay là tình hình trên hội với trong cái kênh mình là nhiều nhiều nhà vườn đồ xin số với hỏi mình có thu mua thề sẽ cóc không các bạn. Thật sự cóc rất là khó ra nha, ở bên mình cũng không có ra được nha các bạn. Xài này bao hơi trễ nè các bạn ơi, bao trễ nè, lên màu yếu nha, nhưng mà để tới lớn tới tuổi thì vẫn vẫn vô màu nha các bạn. Thì đa phần đây toàn là bao vàng không các bạn ơi, tại vì thường thường á vàng xài bao vàng khó làm, nhưng mà giá trị nó tệ gì tệ, nó cũng ngang giá với xài xanh nha. Thì mình cũng chỉ là muốn là cho bà con nhà vườn có một chỗ để gia cốc đó các bạn. Rồi như có bạn xem nào mà là lái hoặc là dựa mà mua cốc số lượng thì mỗi ngày bao nhiêu đó thì cho mình cái địa chỉ hoặc là số điện thoại nha, để mình có thể giới thiệu cho bà con đồ biết nha các bạn. Chứ tình hình cóc thì hiện tại giá cũng 2.500 gì đó các bạn ơi. Thì thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Video mình quay ngắn gọn đó các bạn, chủ yếu cập nhật giá và chia sẻ những gì mà hữu ích cho bà con nhà vườn biết nha. Các bạn xem video thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Ngoài kênh YouTube thì chỗ mình cũng có được nhóm khoảng 800-900 người gì đó bên Facebook đó các bạn, là Hội Làm Xài Đài Loan Miền Tây á. Thì mà nếu hôm nào mà mình không có cập nhật giá được thì các bạn có thể qua bên Facebook đó xem giá nha, mình đăng lên. Rồi cũng có nhiều kênh báo giá khác nha các bạn, hoặc là dựa khác nha, thoải mái tự do các bạn ơi, tại vì mỗi dựa mỗi giá mà. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Chúc các bạn có ngày làm việc thật vui vẻ nha.